Chào mừng các bạn đến với Cytron Technology. Trong video này, chúng ta sẽ mở hộp Jackson Nano Developer Kit từ NVIDIA và tìm hiểu các thông số kỹ thuật cũng như là cổng kết nối của sản phẩm. Jackson Nano Developer Kit được đóng gói bên trong một chiếc hộp cạc tông kiên cố. Ở mặt trước, chúng ta có logo của NVIDIA, tên và hình ảnh của bộ kit. Mặt bên của hộp đựng có các chứng nhận an toàn và thông tin về sản phẩm như là serial number và part number. Mặt dưới là thông số kỹ thuật và sơ đồ các cổng kết nối. Để mở hộp, hãy dùng dao hoặc kéo để cắt miếng dán niêm phong, sau đó kéo về hai phía. Jackson Nano Developer Kit có thêm một lớp bảo vệ nữa, đó chính là bao chống tĩnh điện ESD. Bạn có thể dùng kéo để cắt siêu hoặc dùng tay để xé như cách mình làm trong video. Và đây chính là Jackson Nano Developer Kit từ NVIDIA. Hãy cùng tìm hiểu thêm về sản phẩm nhé. Jackson Nano Developer Kit bao gồm hai phần chính, đó chính là module Jackson Nano, phiên bản Development và Career Board. Trên module Jackson Nano, chúng ta có CPU ARM Cortex A57, nó có lõi tứ với xung nhịp tối đa 143GHz, GPU NVIDIA kiến trúc Maxwell với 128 nhân CUDA và 4GB RAM LPDDR4 64 bit. Module này được kết nối tới Career Board thông qua kết nối SODIMM 260 chân. Phía bên trên của module là tản nhiệt giúp Jackson Nano hoạt động ổn định. Ở mặt dưới của module Jackson Nano, chúng ta có một khe cắm thẻ nhớ microSD. Để Jackson Nano có thể khởi động, bạn cần cài Jetpack lên thẻ nhớ. Jetpack là một sự kết hợp của Jackson Linux chạy trên nền Ubuntu và các thư viện cũng như là công cụ hỗ trợ cho TensorRT, CUDA, VPI và Vulkan, v.v. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Jetpack tại liên kết bên dưới video. Career Board là nơi kết nối các thiết bị. Chúng ta có 4 cổng USB 3.0, một cổng mạng Gigabit Ethernet, một cổng HDMI và một cổng DisplayPort hỗ trợ màn hình lên tới độ phân giải 4K. Career Board cho phiên bản B01 có đến 2 cổng MIPI CSI để kết nối module camera, header GPIO 40 chân và kết nối quạt 4 chân. Ngoài ra, chúng ta cũng có 4 chân header cho PoE và dàn header 12 chân để kết nối các nút nhấn, đèn LED và URAT. Career Board cũng có một cổng M2 Qi để gắn module Wi-Fi và Bluetooth. Tuy nhiên, để truy cập cổng này, bạn sẽ phải tháo module Jackson Nano ra khỏi Career Board. Bạn có thể cấp nguồn cho Jackson Nano Developer Kit qua cổng MicroB USB với nguồn điện 5V 2A hoặc sử dụng cổng kết nối DC Barrel 2.1x5.5mm với nguồn điện 5V 4A. Jackson Nano sẽ tự khởi động sau khi được cấp nguồn và đèn LED kế bên cổng MicroB USB sẽ phát sáng. Với sức mạnh của bộ xử lý đồ họa NVIDIA Maxwell 128 nhân CUDA, bạn có thể sử dụng Jackson Nano cho các dự án về đồ họa như xử lý ảnh, nhận dạng đối tượng, nhận diện khuôn mặt, vận hành robot và các ứng dụng IoT. Tuy nhiên, nếu bạn dự định sử dụng Jackson Nano trong môi trường công nghiệp hoặc chạy liên tục, hãy sử dụng module Jackson Nano Production thay vì bản Development. Jackson Nano Developer Kit chỉ thích hợp để phát triển dự án hoặc chạy thử. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu sơ qua các thông số kỹ thuật và kết nối của Jackson Nano Developer Kit. Trong video tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt Jetpack lên thẻ nhớ để khởi động bo mạch. Sản phẩm này đang có mặt tại cửa hàng trực tuyến của Cytron Việt Nam, bạn có thể ghé cửa hàng để tham khảo. Xin chào và hẹn gặp lại!